Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và lúc này là 4 giờ 30. Như quý vị thấy là trời còn tối, tuy nhiên thì các thành viên trong nhóm thiện nguyện Khanh Phúc đã có mặt đông đủ từ lâu để mà chuẩn bị những bữa sáng miễn phí cho những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Và hãy cùng đi xem là họ sẽ làm gì trong buổi sáng này nhé. Chào chị. Chào em. Mình đang làm gì vậy chị? Đang xay cà rốt, khoai tây, khoai môn để mà nấu súp em. Mình đã chuẩn bị những nguồn thực phẩm như thế nào để có thể nấu buổi sáng ạ? Tức là chiều hôm qua thì bọn mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Và bắt đầu sáng này lên thì ai có phần việc nấy, tức là ai đã giao nhiệm vụ mua cái gì á thì mua cái nấy rồi mang lên đây, là bắt đầu là sáng 4 giờ tập trung và bắt đầu là làm phần việc của mình thôi. Đây là thực phẩm tươi sạch hết đấy. Dạ, em cũng thấy rất là thơm. Ừ. Nhóm thiện nguyện của mình, ai là trưởng nhóm vậy chị? Trưởng nhóm là em ạ. Chị đang nấu ở trong đấy kìa. Dạ vâng, rất là đông anh chị. Vâng. Chị cứ làm việc tiếp tục nha. Cảm ơn chị. Em chào chị ạ, em chào anh ạ. Em hỏi chị là chị Phúc, trưởng nhóm của đội thiện nguyện Khanh Phúc phải không ạ? Nhóm thiện nguyện của mình là đã hoạt động bao lâu rồi chị? Hoạt động được 8 năm rồi. Thì hàng tuần là ngày thứ bảy thì nấu cháo dưỡng bướu, thì ngoài ra một tháng thì 4 ngày hỗ trợ cho các cháu mà bữa ăn có thịt ở trên Trà My, với là cuối tuần và chủ nhật thì anh chị em đi vào trung tâm bảo trợ xã hội Hội An, các làng hy vọng, với là cái trung tâm tâm thần Đà Nẵng, người già neo đơn của Đà Nẵng. Thì ngoài ra thì cuối năm thì các chị có làm chương trình là Xuân Yêu Thương cho các vùng cao, cho các nơi mà đại lộc đại mùa đó, tức là hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân thận, các cháu tầng 10 ở đây. Chung là những ngày rảnh thì nhóm nào mà muốn hỗ trợ thì anh chị sẵn sàng hỗ trợ cho các nhóm khác. Nhóm của mình là bao nhiêu người ạ? Nhóm của chị là hiện tại là được 15 người. Và nhưng mà không bao giờ đi đầy đủ, tại vì có một người số là đi công tác, đi bận, vì đa số là nhân viên văn phòng. Buổi sáng thì anh chị cố gắng sắp xếp một chút thời gian là lúc gia đình mà chưa ai ngủ dậy, tụi chị lên đây, và khi mà về xong thì mọi người còn chưa ngủ dậy. Khi mình về xong là mình lại bắt đầu của công việc khác của mình. Vậy thì những công việc của nhóm, của các thành viên trong nhóm rất là khác nhau, mỗi người mỗi việc, thì điều gì mà gắn kết mọi người lại với nhau? Thật ra là lúc xưa là chỉ có chị với cái chị Hải Đoan đó thôi. Thì sau khi mà làm thì mỗi lần làm thì chị cũng có quay video rồi, chị cũng live stream rồi đó. Thì anh chị rất là muốn hỗ trợ đỡ để cho mà có được bữa ăn nhanh hoặc là ngon nữa, là từ đó gắn kết thôi chứ chẳng có gì cả. Nói chung là từ trái tim đến tim là nhanh nhất. 8 năm qua với hoạt động của nhóm thiện nguyện của mình thì điều gì khiến chị cảm thấy là nhớ nhất? Ánh mắt và nụ cười của người nhận. Ngoài việc là bỏ công sức ra thì mình cũng cần rất là nhiều kinh phí nữa, thì làm sao mà để chị có thể là có những kinh phí mà nấu những cái bữa sáng như thế này ạ? Lúc mà đầu mới thành lập á thì chi phí đó là do chị tự bỏ ra. Dù lúc đầu hàng tháng thì nấu chỉ có một lần thôi, thì sau này chị có xin những người mà thân của mình để nấu tuần một tháng hai buổi, và sau đó là chị đăng Facebook kêu gọi hàng tháng, mà đầu tháng là chị làm một cái bài kêu gọi tổng hợp tất cả các chương trình mà mình dự định kế hoạch mình sẽ làm, ví dụ như một tháng mình làm 10 chương trình thì tổng hợp chi phí là tầm bao nhiêu, sau đó chị kêu gọi. Thì nếu mà đủ duyên thì chị sẽ đi hết tất cả 10 chương trình, còn mà nếu mà không đủ duyên thì chị ưu tiên cho bệnh viện Ung Bướu trước, cho các em vùng cao trước, sau đó mà dư chi phí thì chị để các trung tâm nấu. Vậy ví dụ như là bữa sáng hôm nay mình nấu tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng thì mình nấu là bao nhiêu suất ạ? Và tổng kinh phí có thể là bao nhiêu ạ? Nấu hôm nay là nấu 700 suất. Kinh phí thì tầm, chị vừa mua vừa được họ cho thì tầm chi phí tầm 3 triệu rưỡi là được mấy cô chú họ
như củ quả đâu đó là người ta chợ mua thì mỗi cô chú cho một ít rồi thu tiền một ít đó. Em cảm ơn chị nha. Và chị tiếp tục làm công việc của mình, em không làm phiền nữa. Chia sẻ khó khăn với họ, cái bệnh rất là vất vả về cái bệnh ung thư, đa về thể xác và đa về tinh thần. Đồng có mà chia sẻ cái động lực để thúc đẩy anh chị em chúng tôi đến với công tác này, đó là lòng yêu thương con người với con người. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, làm gì em biết không? Thưa quý vị, đội thiện nguyện của chị Khanh Phúc quả những bữa sáng như thế này là nồi cháo yêu thương, bởi họ muốn gửi gắm vào những chén cháo nóng hổi là sự yêu thương, là sự sẻ chia, để có thể tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân đang hàng ngày phải chống chọi với căn bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Và điều động lại trong tôi lúc này là mong muốn của chị Phúc và các thành viên trong nhóm thiện nguyện là được tiếp thêm một tia hy vọng, dù rất là nhỏ, cho những mảnh đời thiếu may mắn và cho những người đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Xin được cảm ơn những tấm lòng như thế. Lại nữa không? Lại nữa không?